ATM Lucky, cùng hạnh phúc, cùng thịnh vượng. Mới đây, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa xác nhận kỷ lục cây xanh bonsai ở ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có đường kính tán lớn nhất Việt Nam. Với chiều cao trên 5m, đường kính tán 6,2m, bề hoành gốc là 3,5m, có tuổi thọ hơn 200 năm, cây này có trị giá lên đến 5 tỷ đồng. Theo ông Lộc, để có được cây xanh bonsai đạt giá trị thẩm mỹ cao, ông phải chăm sóc, chiết, uốn cành, cắt tỉa, chỉnh sửa tạo dáng cho đến nay mới có bộ tán lớn và xác lập kỷ lục. Cây bonsai có tuổi thọ hơn 120 năm, trị giá 5 tỷ đồng, đang được trưng bày trên mảnh đất của ông Lộc, làm điểm cho du khách đến tham quan tìm hiểu, chụp ảnh lưu niệm. Bên cạnh cây xanh bonsai, ông Lộc còn trưng bày cặp me kiềng cổ nhất được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục vào năm 2013. Đây là cặp me cổ 148 tuổi, trị giá 15 tỷ đồng. Hiện nay, trên hơn 7 hectare đất, ông Lộc còn trồng nhiều cây kiềng cổ, bonsai quý hiếm. Ông đang chăm sóc cặp tùng kiểng rất đẹp, chờ ngày xác lập kỷ lục của Việt Nam.